Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hiệu quả từ đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Huyện Yên Mỹ giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang kênh T11. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến thi đấu nỗ lực tại vòng loại cúp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quý 1 năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác đạt kết quả cao. Việc tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết ngành được đánh giá công phu, chu đáo, khoa học, có nhiều đổi mới. Chủ động trong công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 13 của Đảng. Việc triển khai các nghị quyết Trung ương khóa 12 đạt kết quả cụ thể, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu trong quý 2, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, đảm bảo dân chủ khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng viên, theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ, triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2019 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các huyện thành phố. Theo dự thảo báo cáo quý 1 năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực. Tổng sản phẩm tăng 8,71% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 22,9% so với kế hoạch. Hoạt động kinh tế đối ngoại xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý 1, tỉnh đã tiếp nhận thêm 30 dự án mới, trong đó có 23 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 3,1 nghìn tỷ đồng. 7 dự án nước ngoài với số vốn đăng ký 40 triệu đô la Mỹ. Toàn tỉnh có 310 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có là trên 10,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến nội dung các dự thảo, kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành sớm hoàn thiện các báo cáo trên cơ sở, góp ý của các đại biểu. Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 2 năm 2019, đồng chí nhấn mạnh. Nếu không có những bứt phá ở quý 2 thì 6 tháng đầu năm là chúng ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng. Cho nên là tôi đề nghị là trên tinh thần đó thì các đồng chí giám đốc các sở ngành, các huyện phải quyết liệt. Phải tự rà soát lại từng chỉ tiêu, từng tiêu chí của sở ngành mình. Yếu cái gì, mạnh cái gì, cần phải tập trung cái gì thì các đồng chí giám đốc các sở phải quyết liệt. Và làm cho nó hiệu quả. Không ai sở ngành nào mà không hoàn thành các chỉ tiêu
của sở ngành mình trong năm thì các đồng chí giám đốc phải chịu trách nhiệm. Tôi đề nghị có mấy cái vấn đề này thôi, tập trung vào trong thời gian tới. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và nước ngoài, quốc tế để làm sao vận dụng điều hành làm sao nó linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ và quyết liệt để từng lĩnh vực của từng huyện, từng lĩnh vực của từng sở ngành để làm sao chúng ta hoàn thành được, vượt được kế hoạch, vượt được cả kịch bản tăng trưởng mà trong năm 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi và tuyên truyền vận động người dân sử dụng thịt lợn có nguồn gốc xuất xứ, tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép, triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, triển khai thực hiện có hiệu quả luật đầu tư, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn sớm triển khai đầu tư để đưa dự án vào hoạt động, tạo nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thu chi ngân sách và các giải pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019 của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn xây dựng nông thôn mới, tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hạn chế tiếp nhận các dự án sản xuất công nghiệp rời lẻ ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, từ chối tiếp nhận các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phối hợp kiểm soát, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải và cải thiện môi trường các kênh mương ao hồ trên địa bàn tỉnh. Giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm môi trường làng nghề, giữ gìn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa du lịch của tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng sắp tới, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chọn huyện Khoái Châu tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tới dự chỉ đạo. Cuộc điều tra này nhằm đáp ứng các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Nội dung điều tra gồm thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động, việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra. Chính vì vậy, đồng chí yêu cầu từ huyện đến các xã thị trấn cần thực hiện nghiêm túc việc tuyển điều tra viên, áp dụng công nghệ thông tin, các quá trình tổng điều tra và chế độ thông tin báo cáo. Để phục vụ cho công tác triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo công chức trong toàn ngành thống kê tỉnh, ban chỉ đạo các cấp các huyện thành phố tích cực tham gia thực hiện. Các cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể phải xác định cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện thống nhất, hoàn thành đồng bộ, đạt kết quả tốt ở tất cả các địa bàn điều tra. Cùng với cả tỉnh, sáng ngày 1 tháng 4, đồng loạt các địa phương trên địa bàn thành phố Hưng Yên tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
tại phường Lam Sơn, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã về chỉ đạo tổng điều tra. Thành phố Hưng Yên có 124 điều tra viên được chia thành 17 tổ sẽ tiến hành điều tra tại 199 địa bàn hộ dân cư và 44 địa bàn đặc thù với 32.980 hộ dân và 106 nhân khẩu đặc thù. Các điều tra viên được lựa chọn có độ tuổi trung bình dưới 40 đều là những người nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng sử dụng thành thạo smartphone. Trước đó, thành phố đã tiến hành các lớp tập huấn về vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê, đặc biệt là tập huấn nghiệp vụ điều tra bằng CAPI cho các điều tra viên. Huyện Mỹ Hào là một trong những địa phương có dân số cơ học lớn nhất tỉnh. Ngay trong ngày đầu giao quân, huyện đã chú trọng tới công tác hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù, sử dụng, thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp tổng điều tra. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mỹ Hào đã chọn thị trấn Bần Yên Nhân làm đơn vị đầu tiên triển khai công tác này. Được biết, thị trấn Bần Yên Nhân hiện có trên 14.600 nhân khẩu và trên 7.000 người là lao động đến từ các tỉnh thành khác trong cả nước đến làm việc tại các khu công nghiệp, tại khu vực phố nối Mỹ Hào. Nhận thức được rằng là đối với địa bàn của thị trấn là một trong những địa bàn có mật độ dân số rất đông. Do vậy mà cái việc tổng điều tra dân số cũng gặp có những cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với cái vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo thị trấn nói chung, là chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa bàn. Theo thống kê, năm 2017 và 2018, thị trấn Bần Yên Nhân có 4.000 người lao động sinh sống ổn định từ 10 tháng trở lên trên năm tại đây. Mặc dù ngày đầu ra quân tổng điều tra dân số tại huyện Mỹ Hào, thời tiết bất thuận, nhưng mọi công tác về điều tra từ các tiểu ban đến ban chỉ đạo huyện và tỉnh vẫn được triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Sáng ngày 1 tháng 4, tất cả 15 xã thị trấn của huyện Tiên Lữ đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đợt tổng điều tra này, toàn huyện có 180 địa bàn hộ dân cư và 21 địa bàn đặc thù với 15 tổ trưởng, 95 điều tra viên, trong đó có 55 điều tra viên địa bàn mẫu, 40 điều tra viên địa bàn toàn bộ, 10 giám sát viên. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã tổ chức tập huấn công tác tổng điều tra cho các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, văn phòng ban chỉ đạo huyện, người lập bảng kê, tổ trưởng, điều tra viên đúng thời gian quy định. Ban chỉ đạo huyện đã chuyển về cơ sở và tổ chức treo dán hơn 200 băng rôn áp phích logo khẩu hiệu, phục vụ cho công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao trình độ nghề đào tạo cho sinh viên tốt nghiệp ra trường, cũng như khắc phục tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm, nhiều trường đã thay đổi khung chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, liên kết đào tạo tới từng doanh nghiệp cụ thể, phản ánh tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bồ Hè là tên viết tắt của dự án do Hà Lan tài trợ cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được bắt đầu triển khai từ năm 2006. Thực hiện chương trình này, hai thay đổi căn bản mà trường áp dụng. Một là giảm thời gian học lý thuyết và tăng thời gian học thực hành lên mức bằng nhau. Hai là tăng thời gian sinh viên đi thực tập ở doanh nghiệp. Ngay từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, sinh viên đều có thời gian làm việc thực tế. Thực hành lý thuyết đã được học ngay tại doanh nghiệp. Ở trường thì được học với thời gian thực hành nhiều hơn thì giúp chúng em là nâng cao tay nghề, tiếp cận với thực tế hơn. Sau này ra trường thì sẽ bắt nhịp nhanh với chuyên ngành. Yếu và thiếu về kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp ra trường, đây là hạn chế cố hữu của đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều trường nước ta. Nhưng nhờ thay đổi khung chương trình đào tạo mà Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã dần khắc phục được điểm yếu này. Với 29 chuyên ngành đào tạo nhà trường hiện có, không thực hiện đào tạo theo đại trà mà đi vào trọng tâm, trọng điểm như điện, điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí động lực, bởi đây là những lĩnh vực mà nhu cầu các doanh nghiệp đang cần lớn ở nguồn nhân lực. Công ty điện tử trách nhiệm hữu hạn điện tử Toada Việt Nam thì đánh giá rất là cao cái tay nghề cũng như là kỹ năng của các bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Thì với những cái kỹ năng và tay nghề đó thì tôi nghĩ là các em có thể bắt nhịp tốt và làm việc tốt cũng như là đạt được cái yêu cầu của công ty Toada chúng tôi. 90% sinh viên sau tốt nghiệp
ra trường có việc làm ngay với mức lương là từ 7 triệu đến 10 triệu. Đặc biệt, hàng năm có khoảng 800 sinh viên ra trường được nhận sang Nhật. Đào tạo theo hướng tiếp cận doanh nghiệp gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Với phương châm này, hiện nay, việc đào tạo của nhà trường không chỉ gắn với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ở Việt Nam, mà hàng năm gần 1.000 sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng sang nước bạn làm việc. Với quy mô đào tạo 10.000 sinh viên theo chương trình 4 năm, này trái ngọt mà trường thu được là các thế hệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay ở mức cao, doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao về tay nghề của người lao động. Huyện Yên Mỹ vừa tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm xây dựng công trình nhà ở trái phép trên hành lang công trình thủy lợi kênh Tiêu T11 thuộc địa phận thôn Lạc Cầu, xã Sai Phạm đối với hộ gia đình ông Phạm Chí Lơi. Vi phạm của gia đình ông Lơi chủ yếu là san lấp mặt bằng, đóng cọc bê tông, đặt móng nhà kiên cố với chiều dài 15m, ngang rộng 6m, tổng công trình xây dựng vi phạm hơn 90m2 trên hành lang bảo vệ kênh Tiêu T11. Việc san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở của gia đình ông Lơi đã khiến cho lòng kênh Tiêu T11 bị thu hẹp, không đảm bảo lưu thông dòng chảy, nhất là mùa mưa bão đang tới gần. Do có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nên việc cưỡng chế giải tỏa vi phạm diễn ra an toàn, đúng luật và nhận được sự ủng hộ đồng tình của đông đảo nhân dân địa phương. Xã Bảo Khê phối hợp với sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên ra quân nạo vét lòng sông Đống Lỗ đoạn chảy qua địa bàn xã. Sông Đống Lỗ chạy qua địa bàn hai thôn là Tiền Thắng và Đoàn Thượng có chiều dài khoảng 3 km, nhiều năm nay tồn đọng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường và thu hẹp dòng chảy. Ngay trong ngày ra quân, lực lượng công nhân xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố và cán bộ công chức viên chức Ủy ban Nhân dân xã Bảo Khê cùng nhân dân địa phương đã tiến hành dọn cỏ phát quang hai bên bờ và nạo vét bùn rác thải ở lòng sông. Sau khi nạo vét sạch lòng sông, chính quyền xã Bảo Khê giao nhiệm vụ cho nhân dân hai thôn Tiền Thắng và Đoàn Thượng, địa bàn nơi sông Đống Lỗ chảy qua, phụ trách duy trì giữ gìn vệ sinh hai bên bờ. Đây là hoạt động thiết thực đảm bảo vệ sinh môi trường địa phương, đồng thời hưởng ứng phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 3, trên sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF đã diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Phố Hiến và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng loại cúp quốc gia 2019. Tới dự khán trận đấu có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước khi trận đấu bắt đầu, đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Đoàn Văn Hòa đã xuống sân tặng hoa, động viên hai đội bóng, chúc câu lạc bộ Phố Hiến sẽ thi đấu thành công trong mùa giải năm nay. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ Phố Hiến tham dự vòng loại cúp quốc gia sau khi giành quyền lên hạng nhất ở mùa giải năm ngoái. Đón tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đang dẫn đầu V-League lại phải nhận bàn thua ngay ở những phút đầu trận, song câu lạc bộ Phố Hiến đã nhanh chóng có bàn gỡ hòa của tiền đạo Xuân Nam trên chấm 11m. Phút 17, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Văn Thành. Trong những phút tiếp theo, các cầu thủ câu lạc bộ Phố Hiến chơi cố gắng, tạo được một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách, song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Phố Hiến để thua với tỷ số 1-2 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù thua trận, song thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh đã thể hiện lối chơi tích cực, các tân binh đã hòa nhập tốt với đội bóng. Vào 17 giờ ngày 5 tháng 4, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải hạng nhất quốc gia gặp câu lạc bộ Bình Phước trên sân nhà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngày 30 tháng 3, tỉnh đoàn Hưng Yên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức chương trình hành trình tháng 3 biên giới đi thăm, tặng quà, giao lưu với đồn biên phòng Triềng Tương ở huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đồn biên phòng Triềng Tương hiện quản lý bảo vệ 26 km đường biên giới với nước bạn Lào và 11 cột mốc chủ quyền quốc gia. Xã Lóng Phiêng thuộc địa bàn phụ trách của đồn hiện có hơn 500 hộ dân quê ở các huyện Kim Động, Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đang làm ăn sinh sống. Đoàn đã đến thăm hỏi tình hình, tặng TV, máy lọc nước, nhiều hiện vật có tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Triềng Tương.
Tại đây cũng diễn ra buổi giao lưu văn nghệ thắm tình quân dân với những bài hát về tuổi trẻ biên giới, màu xanh áo lính. Cũng trong chuyến hành trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm thăm khu di tích lịch sử quốc gia Trung đoàn 52 Tây Tiến ở thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trung đoàn 52 Tây Tiến được thành lập năm 1947, có nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Pháp ở chiến trường Tây Bắc và đi vào thơ ca với những hình ảnh kiêu hùng, lãng mạn trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.